Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần camera của điện thoại Wiko Zelly được tháo rời ra khỏi bảng main tại di động cấp.men như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần camera máy ảnh trên điện thoại Wiko Zelly lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới camera máy ảnh trên điện thoại Wiko Zelly, quý các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Di động cao cấp.men có mọi loại linh kiện trên điện thoại Wiko Zelly nói chung và phần camera máy ảnh trên điện thoại Wiko Zelly nói riêng thay mới với các bạn. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.men, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Xin cảm ơn quý các bạn.